Chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cách bút về chế độ set mode trên Windows 10 để xử lý một số sự cố khi mình gặp phải. Thì cách này có thể áp dụng trên Win 7, Win 8 hoặc Win 10. Thì để bật cái chế độ set mode này lên thì trên bàn phím anh em nhấn kết hợp hai phím lá cờ Windows này. Phím R này nhấn hai phím cùng lúc thì nó hiện lên cái hộp thoại run. Thì mình gõ dòng chữ M S còn fit FIG đó. Thì nếu mà cái từ này anh em không nhìn rõ thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Mình nhấn vào cái mục OK. Rồi sau khi nó lên cái hộp điện thoại system configuration như hình này. Đó, thì anh em di chuyển chuột nhấn qua cái tab thứ hai, tab boot. Rồi cái mục này nó sẽ có cái dòng như boot option nên check cho set boot. Thì đây là mình chọn mặc định nó là manual. Nếu anh em muốn vào chế độ set boot mà kết nối được mạng á, để mình xử lý TeamView từ xa hoặc là cần tải cái gì đó thì mình em chọn cái mục network. Đó. Em nhấn apply. OK. Đó thì nó theo xong anh em nhấn vô góc trái. Anh em nhấn vô khởi động lại máy thì nó sẽ boot về chế độ set mode cho mình. Một số trường hợp chẳng hạn như anh em mở nó cứ vào cái chế độ set mode ở góc phải màn hình nè, nó sẽ có dòng chữ set mode đó thì anh em cũng tắt ở trong đây. Anh em kiểm tra tắt trong đây. Anh em kiểm tra trong em có config này. Thì anh em xem trong đây nó có check này không thì anh em phải bỏ check này đi. Đó, nếu nó check thì khi nào khởi động nó cứ boot vào chế độ này, mình bỏ check này đi, apply OK thì nó sẽ không boot vào chế độ này. Rồi còn một cách nữa là nhân em đối với Win 8 và Win 10, nếu mà anh em không vào được Windows á thì anh em phải vào như nhấn vô Start này, anh nhấn vô nút Power này, đó thì ta và đồng thời giữ phím Shift. Đó, trên phím mình có cái phím Shift này, nhấn giữ phím Shift và nhấn chuột vô cái chữ Restart. Đó, mình nhấn giữ chuột lại cho Restart. Thì nó đó, mình nhấn vô cái Restart này. Đồng thời giữ phím Shift. Đó. Như nếu mà mình giữ nhấn đi ta hoặc là nút mà như đó, nút cái màn hình đăng nhập của mình á thì mình cũng thể chọn ở đây đó, cái góc phải này có tắt máy này, mình nhấn vô đây và chọn đi ta và nhấn giữ phím Shift. Đó hiện tại là mình nhấn đi ta nha. Rồi mình nhấn vô đi ta anyway luôn. Rồi xong mình đợi để vào cái chế độ recovery option đó. Đó và chế độ này. Đó thì mình chọn vô cho bờ sút. Rồi mình chọn vô append option. Mình chọn vô append option nha, xong mình chọn cho start up setting. Rồi mình nhấn vô cái chữ restart. Rồi mình đợi vài giây để máy khởi động lại máy. Đó, thì nó hiện từ nó chọn là 1.2.5.6.7.9 này là sử dụng U-Number hoặc Key hoặc là Function F1-F9 thì tùy mình. Thì mình hay dùng hai chế độ số 4 là Set Mode và nếu muốn dùng có mạng để tải gì đó thì mình chọn số 5. Thì cái này mình phải thao tác nhanh không thôi, nó sẽ tự động, nếu mà không chọn lúc là sẽ tự động shut down máy, mình nhấn số 4 này. Nhấn số 4 cho bàn phím này, số 4 này, nhấn số 4, đó, đợi nó tiến hành, nó khởi động lại máy. Rồi mình đợi trong giây lát.
trong lúc đợi mình nói thêm chẳng hạn như cái phím F8 trên bàn phím này, đối với Win 7 á, thì lúc mà mình mới mở máy mình nhấn phím F8 liên tục á, thì mình vào được chế độ set mode. Còn đối với Win 8, Win 10 là mình nhấn cái phím này không có tác dụng, có thể nó bị khóa cái phím này và phím chức năng này vào set mode. Nên mình chỉ vào bằng cái cách là chẳng hạn như nhấn phím Shift Delete lúc khởi động máy á. Đó, thì do mình đặt bát user nên lúc này mình sẽ phải nhập bát vào trong được. Nếu không đặt bát thì mình nó sẽ vào thẳng trong chế độ set mode luôn. Đợi nên đợi như lát vào đó. Khi vào set mode thì nó hiện nó để góc góc phải màn hình này nó có dòng chữ set mode này. Đó. Và đồng thời hạn cái biểu tượng loa mình sẽ không dùng được. Thì cái chế độ set mode này để mình xử lý một số sự cố. Nó chỉ hoạt động những driver cơ bản và ứng dụng cơ bản, như âm thanh mình sẽ không dùng được này. Nếu muốn dùng mạng thì mình chọn cái chế độ set mode network. Đó, thì trong đây thì mình xử lý sự cố như bị virus hay là lỗi tắt số dịch vụ gì đó. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi. Chào anh em.